Sạt lở đất xảy ra tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An. Ngôi nhà của gia đình bà Đào Thị Tuyết với 4 nhân khẩu bị sập vách tường phía sau và gây rạn nứt kết cấu nhà. Bà Tuyết và con trai bị đất và tường nhà sập đè vào người, bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Tại huyện Tuy An còn có 11 điểm dân cư khác có khả năng bị sạt lở. Điều này khiến cho người dân hết sức lo lắng. Đối với những vị trí sung yếu, chính quyền các địa phương đã chuẩn bị phương án di rời người dân đến nơi an toàn. Lo lắng ghê lắm á, em hôm giờ vợ chồng tôi cũng lo, vợ chồng ông kia cũng lo ghê lắm á. Lo ngủ đụng không? Đậu mà đe nó lên cộp cũng được gì hết. Khu vực này thì có 5 hộ, 5 nhà có nguy cơ sạt lở. Thì khả năng cao thì có 2 hộ. Thì địa phương cũng đã vận động di dời 2 hộ này tới vị trí an toàn. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Phú Yên từ ngày 12 tháng 11 đến nay gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, An Định của huyện Tuy An. Một số tuyến giao thông liên huyện từ Tuy An đi Đồng Xuân, từ Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu cũng bị ngập sâu. Chính quyền các địa phương đã cử lực lượng canh chốt ở những vị trí ngập lụt để hướng dẫn người dân qua lại. Đối với những trạm y tế, trường học bị ngập lụt, lực lượng quân dân tự vệ, bộ đội địa phương đã hỗ trợ di chuyển thiết bị, thuốc men đến nơi khô ráo, an toàn. Thì đối với lực lượng quân sự công an của huyện đã túc trực và ngăn chặn ngăn cấm tất cả các lực lượng người và phương tiện không cho qua bất cứ các khu vực để bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản. Dự báo, khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, các sông suối trong tỉnh sẽ xảy ra một đợt lũ. Đỉnh lũ đạt mức báo động 1 đến báo động 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị người dân cần tuân thủ theo các hướng dẫn và chủ động phòng tránh sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với những vị trí sung yếu, chính quyền các địa phương phải chuẩn bị phương tiện, địa điểm và phương án di rời người dân đến nơi an toàn.